Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thông tin thị trường nông nghiệp nào được bà con và quý khán giả chú ý đón xem? Mời bà con điểm qua cùng với Ngọc Như và Sơn Hiền. Trái nặng 1,5 kg, thanh long ruột rõ Đài Loan giá 500.000 đồng một trái. Dừa tươi đã nằm trong nhóm 10 trái cây giá trị xuất khẩu lớn nhất và đã có chỗ đứng tại Mỹ. Bán cam qua mạng, sự thay đổi tư duy sản xuất và kinh doanh của nông dân miền Tây thời 4.0. Nông dân Lâm Đồng vượt qua thách thức trong nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel. Phần lớn nông dân tỉnh Lâm Đồng đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín, thu hút gần 3.000 tỷ đồng vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, nhà vườn trồng sầu riêng tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang thu hoạch sầu riêng trái vụ. Tuy nhiên, thì giá cả mặt hàng này không như mong đợi của người dân của địa phương. Và giá sầu riêng được thương lái đến tận vườn thu mua ở mức từ 40.000 cho đến 45.000 đồng một ký. Hiện đã giảm 30.000 đồng một ký so với trung tuần tháng 11. Nguyên nhân giá sầu riêng giảm mạnh là do thị trường của Trung Quốc hạn chế nhập loại nông sản này. Từ đó thì khiến cho nhiều nhà vườn rơi vào thế khó. Với mức giá sầu riêng ở thời điểm hiện tại, nhiều nhà vườn ở Bến Tre cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà tính kỹ lại thì nhà vườn vẫn còn có lời là khoảng hơn 40 triệu đồng một công, tức là khoảng 1.000 mét vuông. Theo ngành nông nghiệp cho biết, từ nay đến cuối năm, sầu riêng trên địa bàn huyện Châu Thành có khả năng tăng lên nữa. Được biết, sầu riêng Bến Tre chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Với mức giá sầu riêng ở thời điểm hiện tại, tuy giảm nhưng nhiều nhà vườn vẫn đảm bảo thu nhập, đời sống ổn định. Tin rằng trong thời gian tới, giá mặt hàng này sẽ tăng mạnh để thu nhập của người nông dân được cao hơn. Bến Tre hiện có khoảng hơn 3.500 hectare diện tích trồng sầu riêng. Những giống sầu riêng cho năng suất cao được trồng ở địa phương này chủ yếu là giống sầu riêng Ri Sáo, Chín Quá, Mon Thon. Loại giống này đạt năng suất từ trên 15 tấn trái một hectare một năm. Cá biệt có trường hợp đạt trên 20 tấn trái một hectare một năm. Kính thưa bà con và quý khán giả, hiện nay bên cạnh vú sữa Đài Loan, mãng cầu Đài Loan thì khoảng một tháng nay, một số cửa hàng bán trái cây nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đua nhau nhập khẩu trái thanh long ruột đỏ Đài Loan có kích cỡ khổng lồ như thế này để gì mà bán lại. Dân một trái như thế này thì nặng 1,5 kg, có giá bán là 350.000 đồng một ký, gấp 6 đến 8 lần hàng trong nước. Trong khi thanh long ruột đỏ Đài Loan được săn đón và bán với giá đắt đỏ thì hiện hàng Việt bán tại vườn là 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Do tâm lý thích hàng nhập của người Việt mà nhiều chủ cửa hàng kinh doanh các loại trái cây ngoại ăn nên làm ra. Tuy nhiên, thường giống khách hàng tò mò, lạ với cái giống mới cho nên là mua dùng thử. Một thời gian sau giá bình ổn lại hoặc là rất thấp. Một thông tin vui và cũng không kém phần bất ngờ. Trong cơ cấu trái cây xuất khẩu hiện nay, dừa tươi đã nằm trong nhóm 10 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Không biết chị Ngọc Như có cập nhật cái thông tin này không? Tôi cũng vừa đọc báo để biết được thông tin anh Sơn Hiền vừa cung cấp và cũng không có gì khó hiểu, và đây là một điều hiển nhiên bởi vì dừa tươi có nhiều tiềm năng để mà đẩy mạnh xuất khẩu khi mà sản lượng dừa của Việt Nam không nhỏ và có những cái doanh nghiệp đã mạnh dạn xây dựng nhà máy xử lý trái dừa tươi theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Hiện nay thì thật là vui khi mà dừa tươi đã có chỗ đứng tại Mỹ, một thị trường khó tính thế giới. Trong mấy năm trở lại đây, Vina TNT đang nổi lên là một doanh nghiệp xuất khẩu trái cây hàng đầu vào các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Canada. Từ năm 2017, doanh nghiệp này đã xuất khẩu trái dừa tươi sang Mỹ. Doanh nghiệp này đã xuất dừa tươi đi Mỹ, nơi có đông người Việt sinh sống. Vina TNT đã tập trung giới thiệu quảng bá về nguồn gốc trái dừa tươi là từ đất dừa Bến Tre và nêu lên sự riêng biệt về hương vị của nước dừa Việt Nam. Nhờ cách làm mới mẻ đó, 20.000 trái dừa đầu tiên xuất sang Mỹ hồi tháng 7 năm 2017 đã nhanh chóng được tiêu thụ hết. Trước sự khả quan đó về thị trường, đối tác bên Mỹ quyết định đặt hàng ngay với Vina TNT. Lúc đầu là một container một tuần, sau đó đối tác tăng lên 2 container một tuần, rồi 5 container một tuần. Cho đến nay, mỗi tuần, Vina TNT đang đều đặn xuất khẩu 5 container 100.000 trái dừa tươi sang Mỹ. Với số lượng xuất khẩu đều đặn như vậy, trái dừa tươi Bến Tre hiện đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường Mỹ và cạnh tranh tốt với dừa tươi từ Thái Lan. Trước triển vọng lớn về thị trường như vậy, mới đây tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhà máy xử lý dừa tươi đầu tiên ở Việt Nam đã được Vina TNT khởi động xây dựng trên diện tích là 1 hectare. Sau khi hoàn thành thì nhà máy này sẽ có công suất 25 triệu trái dừa tươi một năm, đảm bảo các tiêu chuẩn của quốc tế. Khi qua xử lý, trái dừa tươi xuất khẩu sẽ bảo quản được tới 80 ngày.
Việt Nam hiện có hơn 166.000 hecta dừa, trong đó Bến Tre chiếm hơn 40% diện tích trên 70.000 hecta. Sản lượng dừa cả nước mỗi năm vào khoảng 1.500.000 tấn. Những năm gần đây, nông dân đã tiếp cận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nông nghiệp. Thực tế đã có sự thay đổi về tư duy sản xuất lẫn kinh doanh của nông dân. Đó là thực tế từ mô hình bán cam qua mạng của những nông dân ở Đồng Tháp. Trong đó thì có mô hình của ông Võ Văn Nang ở tỉnh Đồng Tháp. Và hơn một năm nay thì hết làm việc ở ngoài vườn, những nông dân ở xã Tân Thuận Đông của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lại lên mạng để mà cập nhật đơn hàng bán cam, cùng với đó là việc ghi nhật ký sản xuất để mà đảm bảo quy trình sản xuất của mình là sạch và an toàn. Nhật ký sản xuất này cũng được cập nhật trên mạng để khách có thể tiện theo dõi. Bây giờ thì mời bà con xem cách làm của nhà vườn ở đây. Thông qua sàn giao dịch điện tử nông sản cao lãnh.vn, ông Nang đã bán được 31 cây cam xoàn với giá 4 triệu đồng một cây cho một vụ. Ông được nhận tiền trước với điều kiện đảm bảo cam kết quả sạch và an toàn. Đến kỳ thu hoạch, cam sẽ được hái tất cả hoặc là từng đợt để chuyển đi theo yêu cầu của khách hàng. Chuyện tiêu thụ nông sản chưa bao giờ linh hoạt như vậy. Chuyện nhà vườn mang trái cây ra chợ bán là cách làm cũ. Thay vào đó, chính khách hàng sẽ tìm đến tận nơi để đặt mua, thậm chí là trả tiền trước. Tất cả nhờ giao dịch qua Internet, thông qua những tấm danh thiếp đặc biệt với mã QR hoặc truy cập trang web nông sản cao lãnh.vn, người tiêu dùng có thể tìm mua cho mình một cây cam xoàn ưng ý. Nói đến tư duy sản xuất thì cũng không thể không kể đến nông dân Lâm Đồng. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm. Và tưới tiết kiệm bằng nhiều cách trên các loại cây trồng cũng là một giải pháp giúp cho nông dân có thể tính toán giảm chi phí và tăng lợi nhuận trong lúc biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hiện nay. Và thống kê của Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng cho biết là đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 28.000 hecta cây trồng cạn, gồm có rau, hoa, cây công nghiệp, vân vân, được áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm như là tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa. Cụ thể, mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm với nguồn vốn đầu tư lắp đặt khoảng 14 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Kết quả tưới nước nhỏ giọt đến đúng vị trí dùng rễ cây, thấm nhanh vào đất, hàng năm tiết kiệm từ 60 đến 70% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống. Và mô hình tưới phun mưa với chi phí đầu tư ban đầu là khoảng 10 triệu đồng trên 1.000 mét vuông, áp dụng trên mọi địa hình, mọi loại đất, cây sinh trưởng tươi tốt, nhờ phân bón nhanh chóng được hòa tan. Đặc biệt, tưới phun mưa trên lá cây trồng cạn có tác dụng rửa trôi bụi bặm, sương muối, giúp cho cây trồng tăng khả năng quang hợp, ngày càng cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm thu hoạch. Tại thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo vượt qua thách thức trong nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel. Với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, đại diện ngành nông nghiệp địa phương cùng các doanh nghiệp nông nghiệp của Israel và Lâm Đồng. Tại hội thảo này, 13 công ty hàng đầu trong nông nghiệp thông minh đến từ Israel đã giới thiệu đến người làm nông nghiệp Lâm Đồng các công nghệ tiên tiến về nước tưới tiết kiệm, công nghệ làm mát nông trại, kiểm soát và điều khiển các chế độ canh tác và công nghệ chế biến sau thu hoạch. Đồng thời, trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Thông qua hội thảo lần này đã nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm an toàn, tăng tính cạnh tranh của nông dân, nhất là nông sản xuất khẩu trong tình hình thương mại quốc tế đang ngày càng khó khăn hơn. Từ việc học tập công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại áp dụng vào thực tiễn đã giúp cho nông dân ở Lâm Đồng thu được quả ngọt từ những đặc sản quê mình, từ rau, hoa, cây ăn trái vân vân. Nhưng mà điều quan trọng là các nhà đầu tư, là các doanh nghiệp đã nhìn thấy được tiềm năng này và tự tin đầu tư xây dựng và định hình thương hiệu đặc sản của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Và minh chứng để thấy được cái xuất phát điểm là một cơ sở chế biến sản xuất các sản phẩm đặc sản sấy khô quy mô nhỏ được thành lập từ tháng 10 năm 2010. Đến nay thì diện mạo của thương hiệu đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng Ngô Mai Hoa nay đã khác đi khi mà được khách hàng ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước biết đến và ưa chuộng. Doanh nghiệp này đã vượt qua nhiều khó khăn như là vốn đầu tư, các công đoạn chế biến thủ công, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, đầu ra thì bấp bênh. Để giờ đây, nhà máy sản xuất theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn HACCP với dây chuyền máy móc hiện đại, có công suất chế biến hàng chục mặt hàng đặc sản của Đà Lạt. Là đơn vị tiên phong xây dựng thương hiệu đặc sản, ước tính trong năm 2018 này, đơn vị đã thu mua trên 100 tấn hồng ăn trái, 80 tấn rau, củ quả và 200 tấn khoai lang của nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phục vụ cho sản xuất, tăng hơn 30% so với năm ngoái.
khi doanh nghiệp ăn nên làm ra, sản phẩm nông sản của nông dân địa phương được thu mua với giá cả ổn định. Lúc này, hiệu quả của mối liên kết cùng có lợi giữa hai nhà doanh nghiệp và nhà nông càng được khẳng định và phát huy bằng chính chất lượng sản phẩm đặc sản đưa ra thị trường. Thời gian qua, phần lớn nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm rồi. Vâng ạ, và theo thống kê thì đã có 8% sản lượng rau, 2% sản lượng hoa, 10% cà phê, 17% trà, 97% sữa tươi và 31% thịt lợn hơi được tiêu thụ qua hợp đồng. Các sản phẩm như rau, củ, quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp có giá trị sản phẩm cao hơn từ 20 đến 25%. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch 7 khu nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng bình quân là hàng năm từ 8 đến 10%, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân toàn tỉnh đạt 158 triệu đồng một hectare một năm, cao nhất so với bình quân chung. Và một bức tranh sáng sủa gam màu sáng từ nông nghiệp đang hiện hữu từ các vùng miền, cụ thể là sự thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng công nghệ cao của nông dân ở miền Tây và các tỉnh ở Tây Nguyên, mà tỉnh Lâm Đồng thì đi đầu khơi dậy tiềm năng công nghệ 4.0 giúp cho nông dân làm giàu. 365 ngày chuyển động xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này. Bà con nào muốn tìm hiểu thông tin cây con giống hay các mô hình chúng tôi đã đưa thì hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đang hiển thị trên màn hình.